Đây Hải ơi, anh chỉ em input và output nhá. Tất cả input thì đưa vào đường số 1 và số 2. Đấy. Anh setup là chỉ dùng hai đường input thôi và ra 3. Cho nên là không có liên quan gì đến cái đường sub của cái con vang. Bởi vì con này nó cắt code rồi. Toàn bộ con này nó xử lý âm thanh về giải tần âm thanh sub và full. Thì input số 1, số 2. Còn lại input số 3, số 4 là nó sẽ ăn với những thiết bị về sau này của em. Nếu như em mà sử dụng thêm số 3, số 4 thì anh sẽ setup thêm cái đường output 5, 6, 7, 8. Đấy, bây giờ là 1, 2, 3, 4. 1, 2 thì là em đưa cho con men đánh cặp 7, 1, 5. 3, 4 đang dư được số 4 nhá. Sau này mai em cắm thêm một cái sub nữa. Đấy, bây giờ là đường số 3 đánh một quả sub của em 918S. Đấy, được chưa? Analog input này. 1 2 loa full. Đường số 3 đánh một quả sub nhá. Đường số 4 sau này cũng đưa cho cái con men đó để đánh quả sub còn lại, được chưa? Đấy, còn lại cái con mà cái cặp loa nghe nhạc của em thì em phải có âm ly đúng không? Cái cặp loa đó phải có âm ly để đánh chứ không phải là cục đẩy. Thì em dùng riêng âm ly để đánh cho cái cặp loa nghe nhạc. Chứ cái code solver và các thứ nó hoạt động ở cái thiết bị mà mình hát hò biểu diễn thôi. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8. Tức là anh link nó lại, gom lại để cho cái đèn nó nhấp nháy cho đẹp thôi. Nhưng mà nó không có một cái chương trình setup gì cả nhá. 5, 6, 7, 8 nó thông với... Nếu như lai mai thiết bị em làm thêm nhiều thì sẽ input thêm đường số 3, số 4, input số 3, số 4 để setup ra output 5, 6, 7, 8. Còn bây giờ là mình để không. Không dùng hết. Đấy. Con này đánh sub này, con này đánh full này. Đây một kênh này. Em toàn bộ cái trên con vang số em để flat bằng phẳng hết. Đấy, em qua con này nó xử lý âm thanh. Còn lại cái tiếng mic thì em setup trên cái con vang số nhá. Tiếng micro ấy. Không liên quan đến code server. Riêng tiếng micro là vang số xử lý. Volume của từng con men thì em ga, em vặn tối đa nó lên, gần tối đa lên nhá. Sau to nhỏ trên vang số. Đây là anh đưa thẳng tín hiệu nhạc từ iPad vào con code server. Sau em cũng đưa thẳng tín hiệu nhạc từ vang số vào code server bằng đường input 1 2. Output 1, 2, 3.